Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa tổ chức buổi tiếp nhận các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ tự chế mang tính sát thương cao từ người dân trên địa bàn giao nộp. Thông rồi, ngành chức năng cũng tiếp tục tuyên truyền và vận động giải thích về những nguy cơ dễ gây mất an ninh trật tự, thậm chí là có thể bị xử phạt nếu tàng trữ những vũ khí và hung khí sai quy định. Hơn 8 giờ sáng, hàng chục người dân đã đến điểm tiếp cận các loại vũ khí để giao nộp theo sự động viên của chính quyền địa phương. Sau hơn 1 giờ, đã có 42 vũ khí thô sơ, 2 súng tự chế, 1 quả bom được lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận. Những người đến giao nộp cho biết số công cụ sát thương này do họ nhặt được hoặc tự chế dùng để phòng thân. Ngày xưa thì cũng còn trẻ, tuổi trẻ thì bồng bột, thì cũng sử dụng hung khí để mà mình nói chung là phòng vệ cho bản thân mình, nhưng mà nhiều khi cái sự phòng vệ của mình nó đi quá xa thì nó mình sẽ gây cái hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ thì do vận động của khu vực thì mình cảm thấy cái việc đó cũng không nên làm, mà thôi kệ, cho mình cứ nộp cho để mình chút coi như bỏ đi cái quá khứ của mình. Mình không nên giữ cái hung khí trong nhà để nó có cái hậu quả về sau nối tiếp. Cũng có nói con khu vực rồi, cái đó có nói ngày rồi là quý lụm được cây, mà tối là để nhà. Thì bữa nay thì đang làm thì quan khu vực mới gọi là kêu đem lên nạp. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây tình trạng sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ diễn biến phức tạp, gây lo lắng cho người dân. Việc tự nguyện đến giao nộp các loại vũ khí là góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu như mà chúng ta tàng trữ sử dụng mà khi xảy ra mâu thuẫn thì người dân sử dụng thì rất là nguy hiểm đối với những cái vụ việc xảy ra. Cho nên về cơ bản để hạn chế cái việc thấp nhất cái vi phạm về pháp luật về vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ thì công an phường đã làm công tác vận động quần chúng là vận động người dân giao nộp và để công an phường phân loại. Rồi thứ nhất là phân loại, thứ hai là thanh loại, là tiêu hủy, là bảo quản theo quy định của pháp luật. Theo Công an thành phố Thủ Đức, trong buổi sáng nay, chỉ riêng hai phường là Hiệp Bình Chánh và Tân Phú, lực lượng đã tiếp nhận 66 vũ khí thô sơ, 6 công cụ hỗ trợ, 2 súng tự chế, 1 bom bi rỉ sét. Tới đây, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận trên toàn địa bàn thành phố Thủ Đức. Thông tin mới nhất từ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Điện Biên. Mới đây, đơn vị này đã chủ trì phối hợp với hai đồn biên phòng Apa Chải và Mường Mươn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đấu tranh thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tổng cộng là 144.000 viên ma túy tổng hợp, 12 bánh heroin. Các đối tượng bị bắt qua bao gồm là Tần Sảo sinh năm 1977 và Tản Đậu sinh năm 1982 cùng trú tại bản Uma, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Sảo và Dậu được một người đàn ông chưa rõ danh tính ở tỉnh Lai Châu thuê vận chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam để bán cho một đối tượng người Trung Quốc không rõ tên tuổi địa chỉ. Nhận ma túy xong, trên đường vận chuyển 144.000 viên ma túy, 2 bánh heroin, Sảo và Đậu đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ tại địa bàn bản Tá Sú Linh, xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé. Mở rộng chuyên án, đến 1 giờ 30 phút sáng nay 9 tháng 1, tại khu vực bản Púng Dắt 2, xã Mường Mươn, huyện Mường Trà, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Mùa A Dế sinh năm 1989, trú tại bản Hủy Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ là 10 bánh heroin, trọng lượng khoảng 3,5 kg. Thời điểm gần đến Tết Nguyên Đán, tình trạng buôn lậu pháo nổ trên tuyến biên giới ở Quảng Trị có nhiều diễn biến phức tạp. Điều này cho thấy mối đe dọa hiểm nguy đến tính mạng và tài sản của cộng đồng nếu không được ngăn chặn xử lý nghiêm từ hành vi vận chuyển buôn bán pháo lậu như hiện nay. Lần đầu tiên là bà cũng thấy người ta buôn bán thì khi có lời thì bà cũng buôn thôi, cho bà cũng biết. Lần đầu tiên bà đi, bà nói lần đầu tiên bà đi cho bà không phải là nghe buôn pháo. Tôi vì biết vận chuyển pháo là trái phép của pháp luật nhưng vì tôi tôi phải làm cho họ. Đó là những lý do mà các đối tượng buôn lậu pháo thường chống chế khi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Với những thủ đoạn khác nhau, các đối tượng buôn lậu pháo tìm mọi cách để qua mặt lực lượng chức năng. Các đối tượng là tập kết hàng pháo ở phía bên kia biên giới, bắt đầu chẻ lẻ hàng hóa pháo trái phép, lợi dụng sơ hở hoặc là thời tiết điều kiện để chở qua mặt các lực lượng, các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng trên tuyến đường chính. Càng đến gần Tết Nguyên đán, tình trạng vận chuyển pháo lậu sẽ diễn ra phức tạp. Trong 3 tháng cuối năm 2021,
lực lượng chức năng ở Quảng Trị đã bắt giữ trên 20 vụ, 20 đối tượng, thu giữ trên 1.200 kg pháo. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng của công an tỉnh tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 trên cái tuyến quốc lộ đi qua địa bàn. Chúng tôi đã xây dựng cái mô hình là khu dân cư nói không với pháo nổ. Chúng tôi cũng đã triển khai lực lượng phương tiện tăng cường cho các đơn vị trên địa bàn trọng điểm, đặc biệt là tuyến cửa khẩu và hai bên cạnh cửa khẩu để chủ động phát hiện hoạt động đó từ xa và ngăn chặn ngay từ biên giới các cái hoạt động là gom hàng để xử lý triệt để vấn đề mua bán vận chuyển pháo qua biên giới. Từ nay cho đến Tết Nguyên đán, các đối tượng vận chuyển pháo sẽ còn manh động và liều lĩnh hơn. Để đấu tranh với các đối tượng buôn lậu pháo giai đoạn cuối năm, lực lượng chức năng phải triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng tăng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. Bản tin dịch COVID-19 ngày 9 tháng 1 của Bộ Y tế cho biết có 15.779 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều nhất, vượt mốc 2.800 ca. Trong ngày có hơn 12.200 ca khỏi bệnh, 202 trường hợp tử vong. Các tỉnh thành có số lượng ca mắc mới tăng cao sau Hà Nội là Hải Phòng 836, Khánh Hòa 790, Bình Phước 679, Bình Định 636, Cà Mau 615, Vĩnh Long 532, Hà Giang 492, Tây Ninh 475, Thành phố Hồ Chí Minh 472, Bến Tre 454, Đà Nẵng 433, Hưng Yên 410. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 14, Thành phố Hồ Chí Minh 11, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2. Để kích cầu mua sắm cuối năm, thời điểm này thành phố Đà Nẵng tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối cho doanh nghiệp và nhà phân phối được gặp gỡ trực tiếp, khuyến mại những mặt hàng thiết yếu để kích cầu tiêu dùng. Ngoài ra thì ngành công thương cũng đã chủ động một lượng hàng hóa lớn để bình ổn thị trường trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, thu nhập bị giảm sút nên người tiêu dùng chủ yếu quan tâm đến những mặt hàng có khuyến mại, giảm giá sâu, phù hợp với túi tiền mùa dịch. Gia đình là đi tham khảo cũng nhiều nơi trước khi mình quyết định mua hàng. Tức là mình chọn những cái sản phẩm có thương hiệu và cái chế độ hậu mãi sau bán hàng á, như là xử lý thông tin hay là vấn đề về giao hàng rất là nhanh chóng. Nên cái vấn đề mà giảm giá thì nó phải là đi đối với cái chất lượng sản phẩm để mình quyết định mua hàng. Hiện nay, ngành công thương thành phố Đà Nẵng tổ chức hàng loạt chương trình kích cầu mua sắm, khuyến mãi, giảm giá đến chương trình kết nối cung cầu giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Đặc biệt, đối với những doanh nghiệp có các sản phẩm tiêu biểu được tổ chức liên tiếp tại các chương trình quảng bá hàng Việt, sắp tới là hội chợ xuân. Ngoài ra, tại các siêu thị lớn, chuỗi hàng bán lẻ đã chủ động nguồn hàng từ hơn 2 tháng qua. Đến nay, hàng hóa đã về tương đối dồi dào, đa dạng chủng loại, sẵn sàng phục vụ nhân dân. Chúng tôi hiểu rằng cái vấn đề năm 2021 là một năm khó khăn đối với hầu hết khách hàng. Nên chúng tôi đã chuẩn bị những cái chương trình mà để đồng hành cùng với khách hàng, là chúng tôi giảm sâu những cái sản phẩm mà nhu yếu phẩm, các sản phẩm về rau củ quả để mà giúp bà con có một cái Tết mà đầy đủ nhưng mà không tốn quá nhiều về mặt chi phí. Thông qua các cái chương trình kết nối thì lại giúp cho các doanh nghiệp chúng ta có điều kiện quảng bá các cái sản phẩm của chúng ta trong cái thời gian qua, đặc biệt là các cái sản phẩm OCOP, sản phẩm thương mại đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ngoài ra thì lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo ngành công thương chuẩn bị cái lượng hàng hóa để cung ứng để phục vụ tiêu dùng nhằm bình ổn thị trường, đồng thời phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân. Bên cạnh những chương trình kích cầu mua sắm để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, Sở Công Thương Đà Nẵng cùng phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chống tình trạng đầu cơ, ghim hàng, đồng thời đấu tranh chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu để bình ổn thị trường đến các phiên chợ nông thôn tại các xã miền núi vào những ngày giáp Tết. Các cụ ta thường có câu thấy hoa đào là thấy Tết, đúng không quý vị? Và theo lẽ thông thường thì hoa đào hàng năm chỉ bắt đầu vào thời điểm trung tuần tháng 12 âm lịch, nghĩa là phải gần đến 2 tuần nữa thì thị trường đào Tết mới bắt đầu sôi động. Thế nhưng năm nay diễn biến thị trường lại hoàn toàn
Đúng như vậy, thời tiết năm nay thì tương đối thuận lợi, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng đều rất thích hợp để cây đào ra hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Và để đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như thị hiếu người tiêu dùng, các nhà vườn tại làng đào nổi tiếng ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã bước vào vụ nhộn nhịp phục vụ khách hàng ngay từ cuối tháng 12 cho đến nay. Chợ Quảng An, Hà Nội nhộn nhịp người bán, người mua. Hoa đào tràn ngập cả trong và ngoài chợ. Tại đồng đào Nhật Tân, đào cảnh, đào thế cũng đua nhau bùng nở. Theo lẽ thường, thời điểm này hàng năm các nhà vườn đều cố gắng hãm hoa đào nở sớm. Đào chỉ bung nụ vào rằm tháng chạp để nở đẹp đúng khi Tết đến. Thế nhưng năm nay xu hướng thị trường lại có diễn biến hoàn toàn trái ngược so với các năm trước. Là người có thâm niên trồng hoa đào trong nhiều năm nay tại làng đào, anh Chiến cũng không khỏi bất ngờ trước xu hướng này của người tiêu dùng năm nay. Như mọi năm ấy thì phải cách đây phải từ rằm tháng 12 bắt đầu mới có khách để chơi. Nhưng mà năm nay thực sự là cái hoa đào kể cả đầu tháng 12 bắt đầu có rồi. Đấy, cái lượng khách thì cũng rất là ổn định, cứ có là hết chứ không như mọi năm. Những ngày cận Tết này thì do tình hình dịch bệnh nên là mình cũng ít được ra ngoài ấy. Thì ngày hôm nay mới có cái thời gian để đến thăm vườn đào một chút thì cũng không có kỳ vọng nhiều lắm đâu. Nhưng mà đến đây thì thực sự là quá là bất ngờ, là tại vì đào Tết năm nay vẫn rất là đẹp. Đến thời điểm này thì như mọi người thấy là đào đã nở rất là rực rỡ, rất là đẹp rồi. Ngoài các khách hàng truyền thống đến tham quan và mua sắm ngay tại vườn đào và chợ hoa, lượng khách online cũng đem lại doanh thu đột phá cho các nhà vườn trong suốt thời gian qua. Chỉ bằng một động tác tìm kiếm đơn giản, có thể tìm thấy hàng chục đơn vị cung cấp và bán đào xỉ lẻ trên khắp các trang mạng xã hội hay nhiều nền tảng bán hàng online khác. Bây giờ cũng rất là nhiều nhà, bây giờ chủ yếu cũng bán online rất là nhiều. Đấy, cả thứ hai là cũng đang có cái dự định là xin kéo một cái đường mạng ở đây đấy. Đấy, để cho các nhà lắp cái đường mạng để người ta sẽ theo dõi các cái vườn của mình ấy. Đấy, nó sẽ được tốt hơn. Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến chính vụ đào Tết Nhâm Dần năm 2022. Tuy nhiên, theo nhận định chung, lượng hoa đào cung ứng năm nay sẽ vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu chơi hoa của người dân đón Tết Nguyên đán cổ truyền. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, sẽ không có chuyện dư thừa ùn ứ hàng hóa vào dịp cuối năm. Để người nông dân trồng và chăm sóc hoa đào Nhật Tân nói riêng và nông dân cả nước nói chung đón một cái Tết thật phấn khởi theo đúng nghĩa. Làm sao để xử lý rác thải ven biển? Câu hỏi này luôn được chính quyền các địa phương ven biển đặt ra và đi tìm giải pháp thật sự hiệu quả để giải quyết nạn ô nhiễm môi trường biển. Tuy nhiên, cái khó là chưa thể khơi dậy được ý thức tự giác cùng dọn rác và nói không với xả rác ra biển trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ngãi đang có cách làm hay trong việc xử lý rác thải ven biển thông qua những hoạt động cùng chung tay dọn rác của người dân và doanh nghiệp theo phương châm không một ai đứng ngoài cuộc. Rác thải tràn ngập bãi sau thuộc khu vực biển xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Lượng rác này chủ yếu từ thượng nguồn các con sông trôi ra biển và bị sóng tấp vào các khu dân cư ven biển gây ô nhiễm nghiêm trọng, buộc địa phương phải tức tốc có giải pháp xử lý thu gom. Cứ mỗi một lần mà mưa bão á là nó sóng nó chập vô và nó trầu rác lên, là coi như là hàng năm ở đây thì nói chung là chính quyền và địa phương thì cũng có sự quan tâm rồi tuyên truyền bà con á là thường xuyên dọn dẹp để coi như là ăn Tết rồi cho với nó đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Với ra cái khu đây thì nó rất là ô nhiễm. Trong hai ngày nay, gần 100 tấn rác thải tại đây đã được thu gom. Ngoài sự chủ đạo của địa phương và nhóm tử tế với Sa Kỳ, thì đợt ra quân dọn rác lần này còn có sự tham gia tích cực của người dân và cả doanh nghiệp. Người dân bỏ 2 ngày để dọn rác, doanh nghiệp hỗ trợ máy móc thu gom rác. Nhận thức của người dân và doanh nghiệp đã thay đổi khi không đứng ngoài cuộc, xem đây là việc cộng đồng, là trách nhiệm chung. Do là biển quê hương hôm nay đó là nó quá ô nhiễm, cho nên là người dân với là mọi người mà hỗ trợ đó đi dọn rác cho nó sạch, xanh sạch đẹp. Với cá nhân là một doanh nghiệp thì thật sự rất là phải nói là một cái sự sở thích. Những cái dự án hay là những công việc khác thì hay đi hoạt động bên những cái lĩnh vực môi trường thế này để dọn dẹp, mình cũng góp một cái phần nhỏ nào đó cho cái quê hương của mình để cho nó cải thiện hơn về cái vấn đề cái môi trường sống. Các chiến dịch ra quân thu gom rác thải ven biển từ các chương trình môi trường có tên gọi như Tử tế với Mỹ Khê, Tử tế với Trà Bồng, Tử tế với Sa Kỳ đã tạo ra hiệu ứng tích cực về phong trào dọn rác thải ven biển tại Quảng Ngãi. Hoạt động này đã tạo dựng ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư ven biển.
Người dân ở đây thì cái tỷ lệ thu gom của người dân là rất cao rồi, người dân không có đổ rác ra nữa. Nhưng mà người dân thấy cái rác mà nó phát sinh bãi biển thì vẫn tham gia dọn rác. Cái điều đó thể hiện là cái trách nhiệm của người dân nó đang nâng lên từng ngày. Có nghĩa là cho dù rác này không phải của mình, nhưng mà người dân địa phương vẫn ra tham gia để mà dọn để mà cho nó sạch sẽ cái bãi biển quê hương. Cho nên là chúng ta hành động bây giờ cũng như là để tuyên truyền cũng như là vận động người dân trên cả một lưu vực cùng chung tay với vấn đề môi trường. Rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa vẫn đang là vấn nạn của môi trường biển. Để thoát khỏi ô nhiễm rác thải thì ý thức từ cộng đồng dân cư, từ sự chung tay của doanh nghiệp sẽ là nhân tố quyết định, tạo nhịp nối để cùng với chính quyền địa phương từng bước khắc thải vấn đề ô nhiễm rác thải vùng ven biển vốn đã rất bức bách lâu nay tại Quảng Ngãi và nhiều tỉnh miền Trung.